Tin giáo hạt Quý linh mục giáo phận Phú Cường tỉnh tâm tháng tại các giáo hạt. Hằng tháng, hàng quý và hàng năm, các linh mục trong giáo phận được tổ chức tỉnh tâm định kỳ. Các buổi tỉnh tâm có thể tổ chức tại các hạt của quý cha hoặc tổ chức tập trung theo giáo phận. Đầu tháng tư vừa qua, các linh mục giáo phận đã tổ chức tỉnh tâm theo hạt của mình. Giáo luật số 276 quy định Trong đời sống giáo sĩ phải lo đeo đuổi sự thánh thiện vì bản thân cũng như trách vụ mình lãnh nhận. Để thực hiện điều này, giáo luật đòi buộc phải đi tham dự các buổi tĩnh tâm theo quy định của địa phương. Tùy theo điều kiện của giáo hạt tại giáo phận Phú Cường mà tổ chức tĩnh tâm cho linh mục vào thứ ba hoặc thứ năm đầu tháng. Tháng tư, các linh mục giáo phận Phú Cường tĩnh tâm với chủ đề Linh mục, lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong bài tĩnh tâm tháng tư, các linh mục được nhìn lại ý nghĩa lòng thương xót của Thiên Chúa trong lòng giáo hội. Từ đó, linh mục, người thi hành sứ vụ đó cho dân của người. Bài suy niệm chủ yếu nhắc lại tâm tình của Đức Thánh Cha Phan -cô, giúp cho các linh mục suy tư, xét mình và biến đổi, cũng như định hướng đời sống dưới sự tác động của lòng Chúa thương xót. Đó là một dung mạo được bày tỏ trong dòng lịch sử cứu độ và được tỏ hiện nơi Đức Giêsu Kitô và chính các linh mục cũng phải bày tỏ dung mạo đó cho đoàn chiên mà Thiên Chúa gửi trao cho mình chăn dắt. Ngoài suy niệm, quý cha được dành nhiều thời giờ sống thân mật với Chúa. Đó có thể là những giây phút tin lặng chiêm ngắm Chúa, hay cũng có thể là tâm tình sốt mến chuỗi mân côi cùng Đức Mẹ, hay cũng có thể là những giờ kinh phụng vụ phụ của giáo hội. Thường các cha sẽ xưng tội trong buổi tĩnh tâm để giao hòa với Chúa và với anh chị em mình đang phục vụ đỉnh cao của buổi tĩnh tâm đó là giây phút sống trước Chúa Giêsu thánh thể đó là nguồn mạch ân sủng thiêng liêng để phục vụ sự thánh thiện cho dân Chúa cũng như bản thân dịp tĩnh tâm tháng tư vừa qua quý cha trong giáo phận được vấn tâm trong đời sống trước hết là việc dọn mình chuẩn bị trước khi dân thánh lễ thứ hai đó là việc thực hiện lòng thương xót của Thiên Chúa qua thương người 14 mối 7 mối phần xác và 7 mối phần hồn và cuối cùng là trở nên lòng thương xót của thiên chúa qua sự cao cả của sứ vụ thể hiện lòng thương xót của thiên chúa cho mọi người